Mời anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hà PC và vẫn là Trang Tê đây. Ngày hôm nay thì sẽ là một bộ PC màu trắng rất là đẹp đến từ Gigabyte. Nói chung là anh em công nghệ thì cũng đều biết là Gigabyte là một trong những thương hiệu công nghệ hàng đầu và cái dải sản phẩm của họ thì rất là rộng, từ main này, cạc nguồn này, tản vỏ đều có hết luôn. Và bộ PC ngày hôm nay của chúng ta ở đây thì nó sẽ không chỉ đẹp, nó sẽ không chỉ mạnh mà còn có một cái điều nữa cũng rất là quan trọng nhưng mà tôi sẽ bật mí ở phía cuối của video nên là anh em nhớ xem hết nhá. Còn bây giờ thì intro thôi. Nói chung là cái lợi thế khi mà build PC linh kiện cùng một hãng ấy, thì anh em cũng biết là cái độ tương thích của nó sẽ cao hơn, độ thẩm mỹ của nó cũng sẽ cao hơn, bởi vì là bộ máy của anh em nó sẽ được đồng bộ về mặt thiết kế. Và cái bộ máy hôm nay của tôi ở đây thì nó sẽ không chỉ đồng bộ về mặt thương hiệu mà nó còn có một cái tông màu trắng rất là đẹp. Còn cụ thể như nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Bắt đầu sẽ khác lạ một chút đi, chúng ta sẽ bắt đầu với cả main. Nếu như mà anh em là fan cứng của AOROS thì chắc chắn nhá, đây sẽ là một chiếc main mà rất khó để bỏ qua. Ở đây thì tôi đang có Gigabyte Z790 AOROS Pro X. Và cái độ hoàn thiện chỉn chu cũng như là những cái thông số kỹ thuật của nó thì chắc chắn là sẽ đáp ứng được tốt cho những cái bộ máy cao cấp rồi. Thật sự là với Z790 AOROS Pro X thì tôi thấy là Gigabyte đã mang đến một cái giải pháp nó đẹp mắt một cách hoàn hảo cho những cái bộ máy cao cấp cùng với cả một cái tông màu trắng chủ đạo như này. Tản nhiệt thì được thiết kế có màu bạc này và các cái điểm nhấn màu trắng, đi kèm với cả LED RGB ở trên logo AOROS cũng rất là chất chơi và hiện đại luôn. Tiếp theo đi. Do là các cái CPU thế hệ thứ 14 của Intel muốn khá là nhiều điện, vậy nên là chiếc main này được Gigabyte trang bị hẳn 18 cộng 1 cộng 2 phase cấp điện. Thế nên là với những chiếc CPU muốn điện nhất, kể cả là i9-14900K thì chiếc main này vẫn sẽ cân tốt. Tiếp đến thì chiếc mainboard này được trang bị 4 khe DDR5, tối đa là 192GB. Đặc biệt là được gia cố bằng thép không gỉ cao cấp anh em nhé. Và có một điểm nữa tôi thấy cũng khá là hay, đó là chiếc mainboard này còn hỗ trợ cho cái cơ chế là tháo lắp không bắt vít. Nó giống như là cái phiên bản AOROS Elite Wi-Fi 7 mà tôi có giới thiệu với cả anh em ở video trước ấy. Vậy nên là anh em có thể dễ dàng tháo lắp SSD với số SSD tối đa là 1 SSD Gen 5 và 4 SSD Gen 4. Về cổng PCIe thì nó có một cổng PCIe 5.0 mới nhất. Cái việc truyền dữ liệu giữa các cái thiết bị cũng sẽ nhanh hơn như là giữa card đồ họa và SSD. Hơn nữa là nó còn được gia cố bằng thép là sẽ giúp chống cong hoặc là gãy khe PCIe khi mà anh em lắp các cái VGA nặng. Nó còn có cả một cái cơ chế là Easy Latch giúp anh em có thể dễ dàng tháo lắp VGA nữa. Bên dưới này thì vẫn sẽ có thêm một cổng PCIe 4.0 và một cổng 3.0. Về các cổng I/O thì cũng rất là đầy đủ. Nó sẽ bao gồm USB 3.2 này, tận 2 cổng Type-C này, cổng âm thanh, mạng LAN và Wi-Fi 7 với tốc độ siêu vượt trội. Bên cạnh đó thì nó sẽ có thêm cả một cái nút gọi là Q-Flash Plus. Nút này thì nó sẽ cho phép anh em cập nhật BIOS của bo mạch mà không cần cài đặt CPU, RAM hoặc là card đồ họa nữa. Anh em thấy không? Nói chung là chiếc mainboard này tôi thấy là nó tích hợp những cái công nghệ hiện đại nhất hiện nay luôn. Vậy nên là nó sẽ rất là lý tưởng để anh em có thể build một bộ PC cao cấp. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có VGA RTX 4060 Euro OC 8GB. Thiết kế của chiếc VGA này có thể nói là không quá hầm hố mà nó cũng không quá đơn giản. Vết cắt ở mặt trước đây kết hợp cùng với cả tông trắng bạc nhìn rất là thời thượng luôn. Vậy nên tôi thấy đây sẽ là một cái option rất là lý tưởng cho những bộ PC mang màu trắng như thế này. Ở mặt trước là ba quạt tản nhiệt quay đối xứng với nhau này, tạo nên một cái luồng gió mạnh và ít bị cản trở nhất có thể. Mặt sau sẽ là không gian mở dành cho những tấm tản nhiệt, không khí sẽ dễ dàng được đi qua hơn. Còn nói đến cái mặt trên của card thì nó là một cái khu vực RGB rất là đẹp. Ok, đấy là ngoại hình rồi, thế còn thông số kỹ thuật thì sao? RTX 4060 sở hữu tổng cộng là 3072 nhân CUDA và cái tốc độ xung nhịp lên tới 2460MHz. Và nếu so với cả RTX 3060 12GB thì nó đã được tăng lên đáng kể khi mà 3060 chỉ đạt là 1777MHz mà thôi. Bên cạnh đó thì băng thông bộ nhớ là 128bit và dung lượng là 8GB RAM. Nói chung là tuy cấu hình của chiếc 4060 này nó có hơi khiêm tốn một chút, thế nhưng mà về cái mức tiêu thụ điện năng của nó thì lại khá là tiết kiệm. Mức TDP chỉ khoảng là 115W, nó thấp hơn khá là nhiều so với cả những VGA thế hệ 3000 series. Và xét về hiệu năng thì đương nhiên rồi, bởi vì là nó thuộc thế hệ mới mà, nên là nó có thể vượt tới 20% so với cái mặt hiệu năng so với cả người tiền nhiệm của nó là 3060. Cái điều này thì nó sẽ phụ thuộc vào có thể là tiến trình này và cái kiến trúc mới Ada Lovelace cũng như là những cái công nghệ phụ trợ như là DLSS hay là Frame Generation. Nói chung là với tất cả những cái bộ PC từ trung cho đến cao cấp thì tôi nghĩ là RTX 4060 nó vẫn sẽ là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu ở thời điểm hiện tại.
Với cấu hình này thì tôi sẽ sử dụng CPU i7-14700K. Chiếc CPU này sở hữu 20x28 luồng và nó hơn so với cả 13700K là chỉ có 16x24 luồng thôi. Với 20x28 luồng thì thực sự là anh em sẽ có thể xử lý đa nhiệm cực kỳ tốt. i7-14700K có mức xung boost của P-Core lên tới là 5.6GHz và mức xung boost của E-Core đạt 4.3GHz. Nói chung là nếu như mà để đánh giá thật lòng thì tôi nghĩ là chiếc CPU này nó sẽ là chiếc CPU Zen 14 đáng mua nhất vào năm nay. Hơn nữa là chiếc mainboard Z790 Iris Break vừa nãy cũng sẽ cân tốt chiếc CPU này nữa. Về tản nhiệt thì ở đây chúng ta đang có một chiếc tản nhiệt All-in-One 360 đến từ Iris, đó là Gigabyte Iris WaterForce X2 360 Ice. Với tôi nhá, thì nhìn từ lần đầu tiên tôi sẽ ấn tượng ngay với cả cái phần LED RGB ở 3 fan đây, còn không biết là anh em như nào. Cái block tản nhiệt nó cũng sẽ có một cái màn hình LED để hiển thị thông số của CPU, hoặc là anh em có thể tùy chỉnh phát video hay là GIF gì đấy ở trên đây theo sở thích cũng rất là hay. Và với cấu hình này thì ở đây tôi đang sử dụng kit RAM 32GB Team Group T-Force Delta RGB DDR5 Bus 5002, đảm bảo là đa nhiệm hoặc giải trí ok, và SSD ở đây là 500GB để lưu trữ dữ liệu. Và nếu như mà anh em muốn sử dụng nhiều hơn thì có thể tăng tùy theo nhu cầu nhé. Nguồn ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc nguồn đến từ Gigabyte luôn. 850W thì tôi nghĩ là nó cũng đã khá là dư giả so với cả những cái linh kiện ở trên đây mà tôi vừa giới thiệu cho anh em rồi. Ở đây là Gigabyte GP-UD850GM 850W chuẩn 80 Plus Gold, lại còn là Full Modular nữa. Và nó sẽ dễ dàng hơn để cho anh em có thể set up dây hoặc là nâng cấp lên tới là i9-14900K hay là VGA-4080. Và cuối cùng, một linh kiện cũng góp phần rất là lớn cho vẻ đẹp của những bộ PC. Chúng ta sẽ có vỏ Gigabyte C301 Glass White với tông màu trắng chủ đạo rất là đẹp ở đây. Thẩm mỹ đẹp là một chuyện nhá, mà cái không gian bên trong của cái cây này nó cũng rất là rộng lớn luôn. Mặt trước và mặt trên là dạng lưới có lỗ thông hơi để tối ưu được cái lưu lượng không khí và làm mát cho cả bộ máy khi mà phải hoạt động ở tần suất cao. Ngoài ra thì trên cây còn được tích hợp nút nguồn và một công tắc LED RGB nữa. Anh em có thể tùy chỉnh để tránh làm gián đoạn khi mà đang giải trí hoặc là làm việc. Tổng kết lại thì bộ PC này tôi thấy là nó sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm gaming và làm việc ở mức là max setting Full HD vừa phải, hoặc là những cái công việc như là edit này, render ảnh hay là video cũng sẽ cực kỳ là ổn áp luôn. Và cái thông tin rất là quan trọng mà tôi cũng đã có đề cập với cả anh em ở đầu video ấy, thì nó là một cái dịch vụ bảo hành rất là đặc biệt đến từ Gigabyte, gọi tên là Gigabyte G116. Và cái chương trình này thì nó được Gigabyte tạo nên để tri ân khách hàng, cũng như là nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái sản phẩm bo mạch chủ và nguồn máy tính Gigabyte hay là Aorus. Cụ thể, đó là khi mà người dùng cuối mua những cái sản phẩm bo mạch chủ hay là nguồn máy tính Gigabyte Aorus tại những cái đại lý phân phối chính hãng thì sẽ được hưởng một cái chính sách bảo hành gọi là G116. G ở đây có nghĩa là Gigabyte, 11 là 1 đổi 1 mới 100% và 6 là trong vòng 6 tháng kể từ khi mua hàng. Có nghĩa là toàn bộ những cái bo mạch chủ hoặc là nguồn máy tính Gigabyte Aorus mà khách hàng cuối mua trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được bảo hành 1 đổi 1 mới 100% trong vòng 6 tháng đầu nếu như mà có bất kỳ lỗi gì do nhà sản xuất, kể cả là lỗi cháy nổ khi mà sử dụng. Miễn là không phải là lỗi do cố ý gây hư hại thì đều sẽ được áp dụng chương trình này. Và về thời gian diễn ra chương trình thì sẽ là từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 cho đến 30 tháng 6 năm 2024. Đây là một cái chính sách lần đầu tiên được áp dụng. Nó nhằm khẳng định là hãng Gigabyte luôn cung cấp dịch vụ bảo hành tận tâm và chất lượng hàng đầu thế giới. Và tất cả những cái sản phẩm Gigabyte tại Hoàng Hà PC đều là sản phẩm chính hãng được công ty Viễn Sơn và công ty Thủy Linh phân phối. Vậy nên là anh em cứ yên tâm, khi mà mua hàng tại Hoàng Hà PC thì bên cạnh những cái chính sách bảo hành của Hoàng Hà hỗ trợ cho khách thì tất cả những cái chính sách bảo hành hàng chính hãng anh em cũng sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Ok, thế thì quay trở lại với bộ PC này, anh em nghĩ sao? Nó có đáng đầu tư hay không? Thì hãy comment cho mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà PC. Bye bye.